chủ tiệm tóc cầm xà beng truy đuổi cán bộ phường ở quận Phú Nhuận. Ngày 3 tháng 8, mạng xã hội lan truyền clip về một người đàn ông chửi bới, cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh một cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cầm xà beng dọa đánh cán bộ phường. Qua tìm hiểu, vụ việc người đàn ông chửi bới, cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh một cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận xảy ra trước số 128 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận vào ngày 27 tháng 7. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại một cán bộ phường 15, quận Phú Nhuận, bị người đàn ông túm cổ, chửi bới, cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh. Điều tra vụ việc người đàn ông cầm xà beng dọa đánh cán bộ phường. Khi người cán bộ ra ngoài, phía trước cửa tiệm tóc có một người mặc áo trật tự đô thị đứng đó, liền can ngăn và nói người đàn ông mặc áo vàng bình tĩnh. Người mặc áo vàng sau đó lớn tiếng chửi bới, cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh khiến vị cán bộ phải bỏ chạy. Đoạn clip khác cho thấy, người đàn ông áo vàng này đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa lên xe chở đi. Người này còn đăng lên mạng xã hội với từ ngữ thô tục khi lực lượng chức năng đến yêu cầu hợp tác xử lý. Đề nghị xử phạt người dọa đánh cán bộ phường 5 triệu đồng. Chiều ngày 3 tháng 8, bà Phạm Thị The, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận cho biết, người đàn ông áo vàng trong clip là Phạm Đức Hoàng, chủ tiệm hớt tóc trên đường Trần Huy Liệu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận, hôm xảy ra vụ việc, cán bộ trật tự đô thị của Ủy ban Nhân dân phường phát hiện ông Hoàng đã tự ý đào, san lấp mặt bằng trên vỉa hè nên nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Hoàng không hợp tác mà còn to tiếng. Ngoài ra, ông Hoàng còn đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái với lời lẽ thô tục. Vụ việc sau đó được Ủy ban Nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận báo cáo lên cấp trên. Qua tham mưu với lãnh đạo quận Phú Nhuận, Ủy ban Nhân dân phường vận động ông Hoàng hợp tác, ký biên bản với nội dung là vẫn cho làm nhưng cần phải xin phép. Ông Hoàng tiếp tục không hợp tác, chửi bới và cầm cây xà beng sắt dí đuổi một cán bộ Ủy ban Nhân dân phường. Lực lượng công an phường 15 sau đó có mặt hỗ trợ và buộc phải khống chế ông Hoàng cùng một người khác, người của tiệm tóc, đưa về trụ sở công an làm việc. Ông Hoàng bị cơ quan chức năng khống chế đưa về trụ sở công an. Công an cũng trích xuất dữ liệu camera và trên điện thoại những người quay lúc xảy ra vụ việc và có ghi nhận ông Hoàng chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng. Thậm chí người này cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh người đang đi làm nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân phường đã có báo cáo, đề xuất phòng quản lý đô thị quận Phú Nhuận xử lý hành chính đối với ông Hoàng về hành vi tự ý đào, đắp, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ mà không có giấy phép. Ủy ban Nhân dân phường 15 đề nghị hình thức xử phạt với ông Hoàng 5 triệu đồng, bà The cho biết. Trong khi đó, công an phường 15, quận Phú Nhuận cũng đã lập hồ sơ, lấy lời khai chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với người đàn ông có hành vi cầm xà beng sắt truy đuổi, dọa đánh cán bộ phường trong lúc đi làm nhiệm vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.